Hi, welcome back to my channel. Start to get it go. Slenderia, the school. Okay. Và trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm kiếm tất cả 8 món đồ. Món đồ đầu tiên. Wow, Slenderman, Slenderia. Okay, let's go. Ở đây mình sẽ hồi máu luôn. Và tiếp tục phải đi tìm một chiếc chìa khóa nữa. Đây rồi. Ở đây thì mình sẽ kéo xuống căn phòng dưới cùng. Sau đó thì các bạn sẽ lắp 8 món đồ vào đây và tiếp tục lên trên tầng 3. Let's go. Okay.
Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Forest Water Sitting Hill. Let's go. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải đi tìm một chiếc máy ảnh camera, sau đó thì sẽ chụp 3 bức hình. Nhiệm vụ đầu tiên đó là tìm một chiếc máy ảnh camera. Let's go. Trong này có Siren Hill, cho nên các bạn đi đường phải cẩn thận. Nếu gần ông ta thì các bạn phải chạy nhanh, nếu không thì sẽ bị ông ta tiêu diệt. Một làn khói mờ nhân ảnh. Ok. Sau đó thì mình sẽ lên trên chiếc trụ này. Và tiếp theo đó thì sẽ vào trong này. Đưa cầu thang lên. Back to circus. Đó là các bạn sẽ quay trở về trên chiếc xe và nút đọc. Đây thì xin nghe ra như này. Mình sẽ xem ông ta đi đâu. Ok, và tựa game thứ 3, Granny Chapter 2. Đây thì mình sẽ tăng độ sáng lên một chút. Ok.
Oh my god, tí thì bị ông ta bắt gặp. Và đây là chiếc chìa khóa để các bạn mở cánh cửa đây. Sau đó thì mình xuống lên trên này và lấy một món đồ xuống dưới. Handswell. Ok, let's go. Rồi tiếp theo đó là then cửa. Và một chiếc chìa khóa nữa. Ok, và từ kênh thứ tư, let's go. Cái gì đang rơi xuống đây à? Ở đây các bạn sẽ phải đi tìm 3 quả mãng cầu. Đây như một tựa tựa game sinh tồn. Và cái cung này bắn cũng khá là xa. Rồi, và mình sẽ chạy đi tìm mãng cầu thôi. Có một tiếng kêu gì đó. Đây như kiểu là một hòn đảo hoang. Và xung quanh thì là cây cối. Với lại xung quanh thì là mưa. À là sông. Cho nên các bạn sẽ phải sinh tồn, kiếm thức ăn. Và sau đó thì sẽ xuất hiện những con quái vật. Và các bạn sẽ dùng chiếc cung này để tiêu diệt nó. Và các bạn hãy đi lên trên này để tìm kiếm măng cụt. Khi kiếm được 3 cái măng cụt
thì lúc đó các bạn sẽ hoàn thành chapter 1 và chuyển sang chapter 2 của tựa game này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Start game. Garden. A Pen Pen. Ok, let's go. Tốc độ điều khiển trò chuột thì nó hơi khó một chút các bạn nhá. Nhưng không sao. Các bạn sẽ phải điều khiển thật nhanh thì lúc đó nó sẽ chuẩn hơn. Ok. Và tiếp tục. Một tấm thẻ. Tí thì rồi. So let's go. Xong bên này. Bật công tác tiếp. Không bật được. Thử bật ở đây xem. Ờ, cái này bật được rồi. Wow, khá là rộng. One. Chief. Và tiếp tục công tác tiếp theo. Three. Four. Xem có mở được cái gì không. Cánh cửa này thì chưa được mở ra. Và đây là một cái điều khiển khác. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ quay lại. Ấn ở đây xem được chưa. Điều khiển sang bên kia. Hai bên này. Wow, nhảy khá là cao. Điều khiển sang bên này đi. Ô, oh, không bắn được này. Chứng tỏ chỉ có ở bên này thôi. Không di chuyển được cỗ máy sang bên kia. Thế thì các bạn sẽ phải tìm tiếp ở đây xem có gì không. Khi đó thì tiếp tục cánh cửa sẽ mở ra. Vào đây. Chuẩn rồi. Cánh cửa mở ra chưa? Ok, đã mở ra. Và tiếp tục lên trên tầng 2. Và đi sâu bên trong. Oh my god. Khá là rộng. Và các bạn sẽ phải đi tìm để mở từng căn phòng ra. Xem có căn phòng nào mở được không. Và tiếp tục tiến sâu bên trong các bạn nhé. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo. Horror Hard. Neko. Mình là một anh chàng bóng rổ. Và đây là cô nàng đang đi học này. Và đây là một người đã lớn tuổi hơn rồi. Các bạn sẽ phải làm nhiệm vụ để bẻ khóa và chạy thoát khỏi nơi đây. Mình sẽ đi đường nào thật xa. Tránh. Có thể ông ta đang ở đây. Mình nghe tiếng rất là gần. Gần rồi. Oh my god. Thank you.
Wow, hai người đã bị bắt. Rất là gần. Ông ta đang gần đây rồi. Oh my god. Mình sẽ lắp ở đây xem ông ta nhìn thấy gì không. Ok. Chỉ còn một cái nữa thôi. Đây là một cái gì đó. Mình sẽ xem có giải cứu được không. Đó là trốn thoát khỏi đây. Ok, đã thành công. Rồi, và tới cái tiếp theo, Far Life at Freddy 4. Trong tựa game này thì các bạn sẽ phải coi nhà làm sao để tránh những con gấu nó sẽ vào trong ngôi nhà các bạn. Và ở đây thì có ba cánh cửa để con gấu nó sẽ chui vào. Thì các bạn sẽ phải ấn một cánh cửa đó, từng cánh cửa một. Ví dụ như cánh cửa đầu tiên này, các bạn sẽ đóng cửa rồi bật đèn flash. Khi đóng cửa thì nó sẽ tạo cái lượng tiếng động. Nếu đó các bạn bật đèn flash thì lúc đó con gấu nó sẽ chạy đi. Cánh cửa số 2 cũng tương tự như thế, đóng cửa bật đèn flash. Cánh cửa số 3. Tiếp theo đó thì lại sang số 1. Số 2. Số 3. Và tiếp tục các bạn lại chuyển sang số 1, 2, 3. Và thỉnh thoảng các bạn sẽ kiểm tra xem trên giường có con gấu nó sẽ vào trong ngôi nhà chưa. Và khi con gấu nào vào trong ngôi nhà các bạn thì nó sẽ ngồi lên trên con gấu bông của các bạn đây. Ok, rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang tựa game tiếp theo, Predator Inside. Let's go. Vắng khá lâu, mình sẽ vào lại xem như thế nào. Đây là một tựa game chiến thuật khá là hay các bạn nhé. Các bạn có thể chạy và là một tựa game tìm hiểu và chạy trốn. Nếu các bạn chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, các bạn có thể sẽ bị tiêu diệt ngay. Ok, let's go.
ông ta đang soi và các bạn sẽ phải chờ người ta đi đường khác, lúc đó các bạn mới tiếp tục tiến sâu vào đường, nếu không lộ ra là bị kiểm dịch ngay. Chó lăng le và đang phát hiện ra mình, chạy thôi. Oh my god. Oh my god. Bị bắt rồi. Wow.